Chào anh em nhé, hôm nay mình lại tiếp tục gửi em mộc ba lỡ cho anh ở Huế này, ở thành phố Huế. Bắt con má lỡ mình ghi là má lỡ đàn anh của 7 con ấy. Con này thì chẳng, tất nhiên nó cũng không phải đầu đàn nhưng mà nó cũng rất là có tố chất vì nó cầm đầu 7 con mà. Rất là cảm ơn anh em trong thời gian vừa qua ủng hộ mình rất là nhiều. Tài khoản cũng mãi tận Cà Mau luôn. Anh em thích chào màu, đồng chào màu bẫy đấu luôn. Hãy nhấn vào kênh ủng hộ và lựa chọn cho mình những chú chim đẹp nhất, ưng ý nhất mình thì alo cho mình. Và hình thức là chuyển khoản nha. Đây nha, gọi là anh này anh gửi mình đã thu cước luôn, à trả cước luôn thì mình đi trả cước luôn. Vì là mình cứ chuyển khoản và chim lên xe thôi, anh em cứ yên tâm, không phải đắn đo một cái điều gì cả. Chim thì chuẩn chim như clip. Cái đó mình quên, mình chưa đổ nước, bảo nói chuyện nó quên bỏ nước. Không sao, cắt ra cái này dồn nước là xong. Mình sẽ bảo hành chuẩn chim này, chuẩn tật lỗi trong vòng 5 ngày. Anh em cứ yên tâm, kể cả hàng mộc tinh và cũng cho đến được giờ, anh em cứ yên tâm. Ok, vậy là đã xong. Hôm qua thì mình có gửi 4 con luôn, 4 con cho anh ở trong bến xe miền Đông. Hôm nay anh báo nhận này rồi nhưng có cùng con hơi yếu rồi nhưng mà không sao, yếu thì cho ăn chuối là nó sẽ ok. Nếu mà chẳng may mà nó có chết báo lại mình bù cho con khác. Ok, không phải là bù bình thường, không phải là mình bù là vớ con nào mình bù đâu, với là một khi đã bù là bù con tương xứng luôn. Ưng con nào mình sẽ gửi luôn con đấy. Ví dụ như là nó chẳng may mà có trường hợp là nó chẳng may là chết, hoặc là nếu mà nó chết thì lấy tiền thì mình lại bắn trả lại tiền, không sao. Anh em uy tín là chính. Đã xong nhé. Anh em gần xa cứ tích cầm cầu vào mình. Đăng ký kênh ủng hộ mình này, xong thích con hàng nào thì alo trực tiếp cho mình. Mình ship mọi miền luôn, đâu mình ship được. Và mình gửi đi là bằng một cái hộp này nhé. Vào bến xe miền Đông vào trong Sài Gòn thì là 200 tiền cước, cộng thêm 200 tiền cước, thế là mình không tính bao cước. Mình chỉ tính tiền chim thôi. Còn cước ví dụ anh em nào mình muốn mình gửi trả thì cộng thêm vừa tiền chim vừa tiền cước này, mình sẽ gửi luôn tiền xe luôn cho luôn. Còn hoặc là vào nhận chim là kiểm tra chim này, ok trả thêm 200 tiền cước là nhận hộp được rồi này. Chim nhà mình thì rất là nhiều này, mấy hôm nay nó thời tiết nó cũng đang mưa, giờ nó đang mưa. Đang mưa mình không đi bẫy được, mấy hôm nay mình không đi bẫy được nên là không có chim. Không có chim để đăng, cũng mưa cũng bận, mấy hôm nay cũng bận đó. Chắc là
phải sang tháng sau thì mình mới có thời gian rảnh mình đi lấy nhiều được. Cái tháng này mình đang dang dở một triệu công việc. Thôi chào anh em. Còn chim nhà mình thì cũng vẫn có, mình thì thử cũng có vài con nữa là thì không có clip là mình bẫy, không phải là mình bẫy mà mình mua của mấy anh em bẫy cùng, cũng là chỉ là ma lỡ thôi. Có nghĩa người ta bẫy, người ta không có clip, mình cũng cứ chim trống mình bắt về thôi. Mình ví dụ như anh em nào thích hàng bao chuẩn trống, bắt xô bắt vài con thì mình cũng bắt hộ được, mà giá nó cũng mềm thôi, không đắt, xô chỉ vài trăm một con thôi, mà phải bắt ít nhất phải 2-3 con trở lên mình chắc gửi tận tay luôn. Chỉ cần cứ tin tưởng là mình, ví dụ như là đặt con hàng như thế nào, ví dụ như là anh em muốn thích là con trà màu là bộ to này, bộ to dài chẳng hạn, thì mình sẽ chọn cho bộ to dài. Còn ví dụ anh em là thích, nói chung là thích cái hình dạng như nào thì mình sẽ báo giá. Ví dụ như màu lân thì nó hơi hiếm, thì đặt thì cũng hơi khó, không phải lúc nào cũng có, nên màu lân màu cui thì nó không có nhiều, nên là nó ví dụ đặt vẫn có, nhưng mà ví dụ mình gặp thì mình bắt hộ thôi. Nghe chim thì mình vẫn còn chích chè lửa linh tinh vẫn còn, nhưng mà mùa này chim quà cũng còn mấy con, còn 5-6 con chim già nữa, bổi già nữa, vừa rồi bắt lại của người dân thả avi nhưng mà nó thay lông hết rồi, nó trụi lủi nên là mình chưa lên clip được. Hẹn anh em khoảng 2 tháng nữa thì cái loạt đấy nó thay lông xong mình sẽ đăng clip. Anh em thích con nào thì mình sẽ chuyển cho con đó. Thôi chào anh em, và một lần nữa cảm ơn anh em đã ủng hộ cho mình suốt thời gian qua.